Thưa các bạn, như vậy là cho đến thời điểm này thì giải đá siêu phủ Nam Định League năm 2017 đang chuẩn bị được diễn ra. Đây được đánh giá là một trong những sân chơi lớn bên cạnh những giải đấu mà chúng ta đã quá quen thuộc của đấu trường bóng đá không chuyên tỉnh Nam Định. Một trong những vấn đề mà tôi muốn trò chuyện với các bạn ở trong chương trình ngày hôm nay đó chính là câu chuyện chuyển nhượng của những cầu thủ phủi trên địa bàn của tỉnh Nam Định. Câu chuyện về thị trường chuyển nhượng của sân chơi bóng đá phủi Nam Định bắt nguồn từ mùa giải năm 2010 tại kỳ Vulcamen Cup lần thứ 2. Đó là giải đấu mà Hiệp hội bóng đá Phong Sào Nam Định và các đội bóng đã có một câu chuyện khá thú vị, đó chính là câu chuyện tranh chấp các cầu thủ của các câu lạc bộ bóng đá tham gia giải. Cầu thủ được đưa lên bàn cân để tranh chấp đầu tiên đó chính là cầu thủ Trọng Tuấn, người mà ở thời điểm hiện tại anh vẫn đang thi đấu rất tốt trong màu áo của câu lạc bộ bóng đá điện tử Điện Lạnh Hoàng Tiên, cũng như những đội bóng lớn. Và tại siêu phủi Nam Định League năm 2017 thì cầu thủ có biệt danh là Tuấn Lương sẽ chơi cho các cầu thủ của đội bóng Linh Trang. Cách đây nhiều năm, Tuấn Lương chính là một trong những cái tên đem đến rất nhiều những sự quan tâm của giới truyền thông và các cổ động viên trong một vụ lùm xùm chuyển nhượng giữa câu lạc bộ bóng đá điện tử Cường Đào và các cầu thủ của đội bóng sữa Pháp Natalia. Không chỉ Tuấn Lương mà câu chuyện tranh chấp cầu thủ của các đội bóng phủi ở Nam Định còn xảy ra với những cuộc tranh chấp của câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Ngọc Huyền và đội bóng doanh nghiệp Lê Hùng, đó chính là các trường hợp của Duy Khánh và Quang Trung. Sau khi các đội bóng không thể đàm phán được với nhau về những cuộc chuyển nhượng thì nghiễm nhiên Hiệp hội bóng đá Phong Sào Nam Định, đơn vị chủ quản của các đội bóng phủi tại Thành Nam sẽ phải vào cuộc. Và cũng trong năm 2010 thì ông Dương Văn Sơn, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Phong Sào Nam Định đã đưa ra một quy định cho các đội bóng trực thuộc Hiệp hội bóng đá Phong Sào Nam Định, đó là biên chế của các cầu thủ tham gia Hiệp hội bóng đá Phong Sào Nam Định và thi đấu ở những giải đấu lớn nằm trong hệ thống của Hiệp hội tổ chức thì những cầu thủ đó sẽ nghiễm nhiên trở thành những cầu thủ thuộc biên chế của các đội bóng. Và khi mà những giải đấu sau đó được chuyển động với những cuộc chuyển nhượng dành cho các cầu thủ và các câu lạc bộ thì cầu thủ đó có thể gia hạn hợp đồng tiếp hoặc có thể đi. Tuy nhiên thì cầu thủ đó có được đi hay không nó sẽ nằm ở hai yếu tố: một là đội bóng chủ quản cho đi, hai là cầu thủ này sẽ phải ở vào dạng cầu thủ tự do. Tại sao lại nói là cầu thủ ở dạng tự do? Là bởi vì nếu như cầu thủ đó muốn đi mà đơn vị chủ quản không cho phép, cầu thủ đó nghiễm nhiên phải nghỉ một mùa giải và trở thành người của đội bóng mới với vai trò là cầu thủ xanh nước bổ cam trước khi trở thành cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng mới và sẽ có những bản hợp đồng. Và cũng trong quy định của mình thì ông Dương Văn Sơn đã đưa ra quyết định là tất cả những cuộc chuyển nhượng của các cầu thủ đến và đi trong những bản hợp đồng của các đội bóng trực thuộc Hiệp hội bóng đá Phong Sào Nam Định thì đều phải có giá trị chuyển nhượng, cho dù giá trị đó chỉ mang tính chất tượng trưng. Giá trị của cầu thủ phủi tại Nam Định nó có nhiều cách. Có những bản hợp đồng theo như tôi biết giá trị chỉ mang tính chất tượng trưng, thậm chí chỉ là vài copy. Có những bản hợp đồng của những cầu thủ phủi khi đến họ có thể nhận tiền lót tay. Tiền lót tay sẽ tính theo số trận thi đấu. Tiền lót tay sẽ tính theo một giải đấu mà cầu thủ đó thi đấu. Và tiền lót tay có thể sẽ là một bản hợp đồng bao gồm những trận đấu, những giải đấu và đặc biệt là tiền thưởng nếu đội bóng đó có được sự đóng góp để giúp cho đội bóng giành chiến thắng. Và càng đặc biệt hơn nếu như cầu thủ đó có thể cùng với đồng đội của mình nâng cao cúp ở những giải đấu uy tín thì khi đó giá trị chuyển nhượng hoặc là số tiền lót tay mà cầu thủ thu về theo tôi nhận định con số không nhỏ. Chính vì có những cuộc chuyển nhượng, chính vì có những giải đấu bóng đá phong trào ngang tầm với bóng đá đỉnh cao, vì vậy cho nên cũng giống như một số địa phương lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tại Nam Định có những cầu thủ coi nghề đá bóng phủi là một trong những nghề tay trái. Ngoài việc giúp cho cầu thủ đó thể hiện niềm đam mê, nó còn giúp cho cầu thủ đó có thể có một chút kinh phí để trang trải và lo toan trong cuộc sống. Năm 2017 và tính đến thời điểm này thì cuộc cách mạng trong vấn đề chuyển nhượng các cầu thủ phủi tại Nam Định có thể nói là đang trở nên rất náo nhiệt. Câu chuyện chuyển nhượng của năm 2017 tại giải bóng đá siêu phủi Nam Định League có lẽ là một trong những câu chuyện rất đáng ghi nhận. Ở trong những ngày gần đây thì thị trường chuyển nhượng cầu thủ phủi tại Nam Định đang trở nên xôn xao và trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những cuộc chuyển nhượng đến và đi. Tuy nhiên thì vấn đề có lợi bây giờ đó chính là những cầu thủ
thuộc biên chế của những đội bóng nằm ngoài hiệp hội và những cầu thủ tự do, họ hoàn toàn có thể đàm phán, hoàn toàn có thể ký những bản hợp đồng mới để thi đấu tại sân chơi lớn nhất của bóng đá Nam Định mà không chịu một sự ràng buộc nào. Đến thời điểm này, ban tổ chức cũng đã đón nhận được những thông tin với những cuộc đàm phán có thể nói là không thành công của những cá nhân và các đội bóng. Tuy nhiên thì trong câu chuyện chuyển nhượng những cầu thủ phủi ngày hôm nay, tôi xin nhấn mạnh với những cá nhân cầu thủ, những đội bóng trực thuộc Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định thi đấu những giải đấu lớn do Hiệp hội tổ chức hoặc những giải đấu trực thuộc Hiệp hội như là giải bóng đá siêu phủi Nam Định League năm 2017. Trong quá khứ thì theo luật và quy định của Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định, cầu thủ đến với đội bóng mới phải có được sự đồng ý của đội bóng cũ, và đội bóng mới cũng như đội bóng cũ sẽ phải có một cuộc đàm phán ở cấp độ cao nhất của ban lãnh đạo. Nếu như cuộc thương thảo bước đầu tiên để tham gia một cái câu chuyện chuyển nhượng cầu thủ bị đổ vỡ thì nghiễm nhiên đội bóng sở hữu cầu thủ sẽ phải có những văn bản trình lên Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định. Và khi đó thì Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định sẽ đưa ra 3 bước để giải quyết. 1. Hai bên sẽ đàm phán lại từ đầu. 2. Quyết định đi hay ở thuộc về cầu thủ. 3. Nếu như cầu thủ đó phá bản hợp đồng với đội bóng cũ đến với đội bóng mới, nghiêm nhiên cầu thủ này sẽ bị Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định kỷ luật và cầu thủ đó sẽ phải nghỉ 1 năm trước khi trở thành cầu thủ tự do. Trong quá khứ đã có một cầu thủ phải nghỉ 1 năm thi đấu tại sân chơi của Vodacom Cup, giải đấu chính thống do Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định tổ chức. Đó chính là cầu thủ Mạnh Cường, cựu cầu thủ của Công an Hà Nội, Quảng Ninh và rất nhiều đội bóng khác tại sân chơi của bóng đá chuyên nghiệp. Khi giải nghệ, anh về đấu quân cho câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp Lê Hùng. Và sau khi cầu thủ này quyết tâm ra đi để đến với Honda Thu Thủy thì bản hợp đồng của Mạnh Cường, cầu thủ có biệt danh là Cường O, với câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp Lê Hùng đã bị đổ vỡ và anh buộc phải đến với đội bóng mới, đó là Honda Thu Thủy, trong vai trò là cầu thủ xách nước bổ cam ở một mùa giải trước khi thi đấu trong màu áo của đội bóng này với bản hợp đồng mới đúng theo quy định của Hiệp hội Bóng đá Phong trào Nam Định. Tại Nam Định cũng có rất nhiều những giai thoại về những câu chuyện chuyển nhượng và các ông bầu của những đội bóng có thể nói là cũng đã có rất nhiều những cách thức để chiêu mộ, để có được những chữ ký đối với những cầu thủ mà họ muốn có. Tuy nhiên thì là một trong địa phương phát triển và là một trong những địa phương luôn có những giải đấu lớn mà người ta vẫn thường ví von là những giải đấu ngang tầm với bóng đá đỉnh cao, thì nghiêm nhiên nếu như không có sự quản lý và quy định về việc chuyển nhượng giữa các cầu thủ thì đây có thể nói là một trong những bất lợi cho những đội bóng mà chúng ta vẫn thường nói là những chú bé tí hon. Một điều khá thú vị là với những bản hợp đồng chuyển nhượng dành cho các cầu thủ phủi, nó có nhiều cách. Một, ông bầu các đội bóng và cầu thủ mà họ muốn có trực tiếp đàm phán. Hai, qua những phương tiện thông tin đại chúng, những fanpage, những kênh truyền thông, những kênh thông tin có uy tín, cầu thủ hoặc các đội bóng có thể liên hệ đưa ra nhu cầu của mình. Sau đó sẽ nhờ những phương tiện thông tin truyền thông gửi gắm cái thông tin đó đến với những cầu thủ mà đội bóng muốn có hoặc đến với những đội bóng mà cầu thủ đang cần đến. Sau đó thì họ sẽ có được những thông tin về nhau để tự đàm phán. Và cũng có thể những cuộc chuyển nhượng các cầu thủ phủi tại Nam Định nó đến ở những cuộc giới thiệu của những cầu thủ với những cầu thủ, của những huấn luyện viên với cầu thủ, của huấn luyện viên với huấn luyện viên và của những người làm chuyên môn. Đây cũng là một trong những nét mới mà có lẽ là chỉ có Nam Định mới có tại sân chơi của bóng đá Phong trào. Câu chuyện về thị trường chuyển nhượng và những quy định điều luật của thị trường chuyển nhượng các cầu thủ phủi tại Nam Định ngày hôm nay phần nào cũng sẽ giúp cho quý vị các bạn, các đội bóng, những cầu thủ hiểu hơn về những gì mà chúng ta sẽ cần phải đáp ứng và có được trong những cuộc chuyển nhượng. Và hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn phần nào đó hiểu hơn với một cái nhìn khách quan về sự phát triển của bóng đá Phong trào Nam Định cũng như những cuộc chuyển nhượng của các cầu thủ đến và đi dành cho các đội bóng trong năm 2017.